Với cá nhân của Thi và Hiển thì trong rất là nhiều năm nay thì dạy vì khiêu vũ thể thao nó không có được một cái liên đoàn chính thống, nó đang nằm dưới một cái sự bảo trợ của liên đoàn thể dục. Mà trong liên đoàn thể dục thì họ phải kham rất là nhiều môn như là aerobic, thể dục dưỡng sinh và các thứ, và môn mình là thi đấu đỉnh cao. Thành ra là nếu như có liên đoàn riêng thì vận động viên sẽ có được một cái kế hoạch định hướng trong tương lai và hỗ trợ họ ít nhất là về kinh tế. Thứ hai nữa là sẽ phát triển được rất là nhiều câu lạc bộ ở các tỉnh thành, họ được phát triển một cách chuyên nghiệp hơn, tức mình tạm gọi là câu lạc bộ theo hướng thể thao chuyên nghiệp. Đó thì mới tạo ra được những giải đấu chuyên nghiệp. Và một cái định hướng nữa đó chính là nâng cấp được bằng cho các trọng tài Việt Nam, được update bằng trọng tài quốc tế. Và trọng tài Việt Nam họ cũng giống như vận động viên thôi, cũng là một vấn đề kinh tế và tiếng Anh. Cho nên nếu như không tạo được những khóa học về chuyên môn tiếng Anh này, không hỗ trợ được cho họ về kinh phí thì họ sẽ không thể nào ra được đến quốc tế và có bằng được. Những gì mà Thi và Hiền trải qua thì nói thật là 80% là dùng cái tiền cá nhân của mình để chi trả cho tất cả mọi thứ và thậm chí là cả thành tích. Đó thì chính vì thế mà với khả năng của mình, với cái sự kết nối của cả Thi và Hiền và một số anh chị em bạn bè mà đã rất là có tiếng á, thì nếu như có liên đoàn riêng á, chúng mình còn kêu gọi được các công ty họ đầu tư vào để cho nó thành một cái môn thể thao chuyên nghiệp giống như là bóng đá nhà nghề. Tuy nhiên khiêu vũ thể thao nó là một cái đặc thù về trình diễn chứ nó không phải là một cái đặc thù về thi đấu theo trái bóng lăn môn thể thao vua được, mình không so sánh điều đó. Nhưng cái việc mà đưa được vào truyền hình thì bỗng dưng vận động viên thể thao sẽ trở thành một nghệ sĩ thể thao. Đó, cái điều đó nó rất là quan trọng và họ cũng có thể kiếm được ở những show diễn, quảng cáo và rất là nhiều thứ giống như Thi và Hiển đang được có. Và ai cũng mong được giống như Thi và Hiển, mà mình hiểu cái đích của mình đến cho nên mình sẽ hỗ trợ được mọi người rất là nhiều. Nhưng hiện tại thì đang không có được điều đó. Chính vì thế mà một năm mà Thi và Hiển hỗ trợ cho các vận động viên nếu như tham gia trong nước thì được có 3 giải. Như thế thì không đủ về tầm cọ sát. Và mình đã phải tự kết nối với ông chủ tịch quốc tế, tức là chủ tịch Liên đoàn Thế giới, kết hợp với phu nhân của họ để tổ chức một giải vô địch thế giới mở rộng tại Việt Nam nhưng bằng tiền cá nhân. Thì đấy là một cái điều mà rất là đau đáu của Thi và cả Hiển. Tại sao phải bỏ tiền cá nhân ra để làm một cái điều mà mang lại rất nhiều cái lợi cho mọi người? Nếu như chúng ta có một cái tổ chức mà cùng đứng lên hỗ trợ thì cái điều đó nó sẽ rất là nhẹ, giống như các môn thể thao nhà nghề khác người ta đã từng làm được. Thực ra Thi và Chí Anh và một số người bạn đã gửi rất là nhiều đơn thành lập ban vận động cũng như là thành lập liên đoàn tới các cấp lãnh đạo ở trên. Tuy nhiên là cũng không hiểu vì lý do gì mà đến giờ thì vẫn chưa được chấp thuận để đưa ra được một cái liên đoàn riêng do chính những người mà hoạt động chuyên môn và những người góp phần vào đúng thành tích vàng của thể thao Việt Nam được đứng lên để dẫn dắt cái liên đoàn đó, và vẫn chưa hiểu vì lý do gì. Cho nên mình nói thật là 15 năm nay mình đấu tranh như kiểu thu cúc đương kiện đó. Đó, và đến bây giờ vẫn không được thì mình cũng không hiểu là tạo thành tích cao có rồi và sự đầu tư có rồi, nhà tài trợ có rồi, giải đấu có rồi, nhưng tại sao vẫn không được làm liên đoàn riêng? Tức là giống như là mình như là một mình phải ở trong một cái ngôi nhà chung mà cái người đó thì không hiểu về cái bộ môn của mình. Nó cũng là một cái điều rất là trăn trở. Nhưng không phải là vì đó mà tất cả những người đam mê bộ môn khiêu vũ thể thao như mình ngừng hoạt động, mà chúng mình vẫn đang tiếp tục hoạt động để đi theo một cái chiều hướng khác. Và mình cũng đã phải tìm rất là nhiều hướng, và có một cái may mắn là trong lúc chờ đợi có một cái liên đoàn riêng thì bản thân Thi đã là người kết nối được với các trường đại học, và các trường đại học đã đồng ý đưa chính môn khiêu vũ thể thao trở thành một môn chính ở trong trường. Và vận động viên của Thi thay vì là họ chờ đợi một cái gì trong tương lai thì bây giờ họ hoàn toàn là tốt nghiệp lớp 12, họ hoàn toàn được cấp 50% học bổng để trở thành sinh viên của các trường đại học, nhưng mà được lấy môn khiêu vũ thể thao là một trong những môn tốt nghiệp. Thì đó là một điều mà Thi thấy rất là hạnh phúc, đó là sự cố gắng của những người làm nghề.